Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt xin giới thiệu với các bạn chiếc bếp từ siêu mỏng của Lock&Lock. Đây là hàng quà tặng của hãng Samsung. Cái này nó dày chỉ là 3,5 cm. Cái hộp đóng gói cũng rất là mỏng. Cái mã sản phẩm này là EZI135. Ở đây thông số của sản phẩm này. Chúng ta thấy đây có cái tính năng của cái bếp từ này là kiểu dáng hiện đại này, tự động tắt khi không hoạt động, vân vân. Cái mâm nhiệt này có đường kính là 15 cm. Nó sẽ kiểm tra bên trong này kỹ hơn. Đi kèm thì có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Đây là sách hướng dẫn. Và mặt bếp đường kính khoảng 15 cm, cái mâm nhiệt và mặt kính. Chúng ta thấy cái giao diện đây thì là có các chức năng để các bạn nấu lẩu hoặc là rang xào, ở đây thì có tùy chọn. Rồi hẹn giờ. Đây công tắc tắt mở này. Cái nút khóa, đây tùy chọn cái tính năng ở đây. Còn đây là điều chỉnh về công suất, nhiệt độ và thời gian. Đây có thấy là cái giải nhiệt là lên tới 240 độ C và công suất là đến 2000W. Đây là điều khiển cảm ứng. Phía dưới này thì chúng ta thấy có cái quạt làm mát. Thiết kế mỏng chỉ 3,5 cm. Đây là phần cắm điện. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái bếp từ siêu mỏng của Lock&Lock EZI135, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.